Xin chào tất cả các anh em và các bạn đã đến với DH Audio. Một cái chương trình video hôm nay thì tôi lại tiếp tục để giới thiệu và bán một chiếc Ly Drive. Mà con này thì đã hoàn thiện xong đầy đủ, kiên cố rất đẹp và đang ở trong những mùa dịch, cho nên là cũng rất là mong cho tất cả quý anh em và các bạn chúng ta chống dịch an toàn để bảo vệ cộng đồng và toàn thể gia đình. Và một cái chiếc Ly Drive này là vì cũng ở trong mùa dịch cho nên là tôi sẽ để lại giao lưu cho anh em với một cái mức giá của nó cực kỳ rất là đẹp. Về cái thiết kế thì con này được sử dụng một cái vỏ nhôm phay, thì đối với vỏ nhôm phay thì giá nó rất là cao. Cái vỏ nhôm này thì thường mà anh em nào mà mua mà cắt như thế này thì thường nó sẽ rơi vào tầm 1.6 đến 1.8, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải sắm một cái công suất. Đây là công suất này thì tùy loại, anh em có thể lắp ráp loại rẻ tiền hay là loại cao tiền, cũng rơi vào tầm khoảng 800 ngàn một con thế này. Đấy, mình lẻ là tầm khoảng 800 đến 900. Con này của Sanyo nhé, cái con sò Sanyo này của STK 412530. Sắm một cái nguồn với nắp xuyến. Với nắp xuyến thì mà nguồn mà đối 300W mà đến mà nguồn tốt thì thường vào rẻ lắm cũng 700-800 ngàn. Đó là đương nhiên, 700-800 thì anh em nào tự tham khảo sẽ biết. Còn nếu như nguồn mà tự cuốn và rẻ thì tầm khoảng 500. Mạnh âm sắc thì nếu như nguồn tầm tạm muốn người ta bán ở ngoài thị trường thì tầm khoảng 400-500 là cũng ok rồi. Còn nếu chúng ta mà muốn chạy những cái con mà IC nó tốt thì chúng ta phải thêm mấy trăm nữa. Ngoài ra nếu như chúng ta mà chạy những cái điểm chở nó khác nhau hơn, nó cũng rất là cao. Thêm là cái chiếc áp của ALBS này. Nếu như mà lắp ráp á, thì mà chạy chiếc áp thông thường cũng được. Nhưng mà tôi cũng khuyên thì chúng ta không nên chạy cái loại chiếc áp kia. Và chiếc áp này thì giá thành thừa nhận là giá nó cao thật, bởi vì nó trên 200 ngàn một con thế này. Trong khi một cái chiếc áp giá rẻ người ta bán chỉ có mấy ngàn, thì như vậy là cái giá thành nó đã khác nhau, nó chênh lệch mà khác nhau. Cái bộ chuyển kênh này cũng rất là quan trọng, bởi vì đã lắp vào những bộ này thì chuyển kênh này cũng rất là quan trọng. Anh của Nhật này nó hơn 100 ngàn, không rẻ, rất là nhẹ luôn. Chuyển kênh tự động rơ le nó đóng ngắt, thì cái này nó có bốn cái đường vào, thì thường lắp cái này thì lắp cái này thêm vào thì nó cũng tốn kém. Còn một số bạn nào mà muốn thế mà muốn chỉ cần một cái đường vào thôi thì nó sẽ đỡ chi phí thôi, chúng ta không cần phải qua xoay chọn kênh thế nào. Nhưng mà được cái này thì nó rất là hay rồi. Ngoài ra thì chúng ta phải sắm những cái cọc loa. Cọc loa thì chúng ta nên sắm cái cọc loa tốt một chút. Đây là cọc loa rất là to nhé. Thì hầu như cái video trước thì tôi cũng lắp vào, tôi có giới thiệu rồi. Ở trên kênh này nhé, anh em chú ý này. Tầm khoảng 550-600 ngàn. Đó là như anh em biết mua đấy, đã bán ngoài này. Anh em lưu ý là khi mà khởi động nguồn thì cái bóng này nó sẽ sáng lên. Cái bóng này nó sẽ sáng của khi cấp nguồn lên nhé. Rồi, đó. Chúng ta phải đợi tầm khoảng 3-4 giây thì cái rơ le bảo vệ loa nó sẽ đóng ngắt ở phía trong đấy, thì nó sẽ khởi động ra loa rất là hay luôn. Ở bên này là selecto này, chuyển kênh này. Đây là volume tổng này. Còn ở đây là bản năng chuyển cân bằng hai loa này. Còn đây là cái bát này. Đấy, còn đây là cái phần mid tăng lời và cuối cùng là chest, chỉ đơn giản như vậy thôi. Video này thì tôi cũng tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả anh em và các bạn đã theo dõi. Và mọi chi tiết và đặt hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Chúng ta cùng trao đổi cái con này, giá rất là mềm luôn, để lại cho anh em nào chơi trong cái chương trình này. Cảm ơn tất cả anh em và nhớ đừng quên là bấm đăng ký kênh để theo dõi.